Xin chào toàn thể các bác nhá. Hôm nay em lại nhập hàng loa toa về để phục vụ các bác mùa đánh mùa tháng 3 này. Thì ở ngoài Bắc thì mùa tháng 3 cũng bắt đầu rộ chim rồi, cũng bắt đầu có chim rồi. Em cũng đã xuống lưới rồi, nhưng hôm qua em đánh buổi đầu thì hú thì chưa được, trích cũng chưa được. Em lại đánh con mắt đỏ, cúc hoa, cúc ta cũng được vài con. Thì hôm nay em lô hàng về thì em cũng giới thiệu sản phẩm đến các bác luôn để phục vụ ngành bẫy chim đêm. À, đây là loa toa SC615 nhá. SC615 này, loa toa này thì anh em chủ yếu đánh gà đồng và đánh hú rất chỉ hiệu quả. Nếu mà anh em cần thì cứ liên hệ em nhá. Thì đây em khui luôn một cái ra để cho các bác xem chất lượng loa toa như thế nào. Đây dòng loa toa Indo nha các bạn nhé. Đó là dòng loa chất lượng nhất bây giờ anh em mình đi đánh chim đêm. Bóc luôn quả ra cho các bạn xem chất lượng loa như thế nào. Nói chung là hàng này vành nhôm của nó dày lắm các bạn, kim loại dày lắm chứ không phải như hàng loa mỏng. Nó có hai loại, một loại mỏng, loại dày nha các bạn nhé. Mua đi đây, đây. Là cho các bác xem nguyên bản của con loa toa này. Đây sẽ có giấy của loa toa đấy, thì ra nó toàn tiếng Anh em chẳng biết đâu, để em chẳng đọc bao giờ. Đây một con toa SC615 nhé. Đây chỉ số của nó đây, 8 ohm 15W. Đây các bác nhìn đường vành nha, rất rõ luôn. Con hàng mỏng thì nó mỏng hơn nhiều các bạn. Đúng vào nó phải côm côm chứ đừng cộp 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 bộp bộp là không ăn thua. Đấy, bác nào cần cứ liên hệ em nhá. Số điện thoại của em là 0985 919 878. Em chuyên bán phụ kiện bẫy chim đêm, âm ly, loa. Và đặc biệt hơn nữa là bên em còn cung cấp file tiếng miễn phí cho các bác khi các bác đi đánh, đánh kiếm tiền. Và anh em đánh vui chơi, nhưng thường thường anh em mình đi nằm ngoài đồng là đi đánh kiếm tiền hết, chứ không ai đi đánh vui chơi giải trí cả. Đây em về hai kiện. Rồi. Em xin nhắc lại số điện thoại của em là 0985 919 878 nhé. Rất mong được phục vụ các bác. Xin chào các bác, xin cảm ơn các bác ạ.